bà ba chìm luôn kìa cô bác anh chị. Ôi ô kịp thời nha, chìm mỹ dưới đó luôn rồi. À đó là mình ngỏ con gái nè, chết 25 tuổi nè, con gái chết 25 tuổi nè, 39 tuổi rồi đó. Mà ông chết bà kể là lúc mà ông mất là sao? Chìm ghe luôn, chưa chôn mà ông chìm ghe luôn, chưa theo nói chở đi hả? Ôi, dạ Bùi Hồ xin chào cô bác anh chị ạ. À, hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp cô bác anh chị. Và phía trước cô bác anh chị là một cái chiếc ghe. Chiếc ghe này là một chiếc ghe mới của bà ba. Và hôm nay thì lúc trước thì Bùi Hồ có mua nhưng mà bà ba chưa có chuyển xuống ở. Và hôm nay thì nghe thông tin được rằng bà ba đã chuyển xuống ở rồi, và Bùi Hồ mới đến đây để quay cho cô bác anh chị xem về cái tình hình sinh sống của bà ba đến thời điểm này là như thế nào rồi. Bà ba ơi, bà ba ngủ rồi, bà ba ngủ. Cô bác của anh chị, bà con nè, con Hồ nè, bà ba. Ây da, chắc được mà, đâu có sao đâu. Dạ ây da. Ờ ôi ghê, ghê bà ba chìm luôn kìa cô bác anh chị. Ôi ô kịp thời nha, chìm mỹ dưới đó luôn rồi. Ôi đồ đạc, hôm nay thì mới thấy được cái cảnh chìm ghe này của bà ba nè, bó tay luôn á. Ơi là có một cái chiếc ghe mới này rồi nè cô bác anh chị. Dạ nè bà ba, cho con máng này vô đây. Sao bà ba, bà nói sao? Rồi không có cái ghe dắt tôi chết rồi, đêm hôm là tiêu ra ra không còn. Mới chìm hồi tối hả? Mới tối này nè. Thì cô bác quý anh chị thấy bây giờ sống dữ không? Tàu ghe chạy sống ghê lắm. Thì bởi vậy nữa. Đó, tàu chạy đó. Không ghe chết luôn. Rồi đêm hôm không có cái ghe tôi đi đời luôn rồi. Sao hả? Đồ đạc tiêu chân luôn rồi. Rồi dọn, bà dọn lên hồi nào? Hồi khuya. Khuya hôm nay luôn hả? Ừ, tính là mùng 9 này tôi dọn qua hay là ở luôn hết trơn ha. Mùng 9 này tới nè, nay là mùng 3, mùng 4 rồi ha. Dạ. Còn mà đêm hôm tôi giờ ra 11 giờ. Nó bà lựa chứ ngày đẹp. Thì bởi ghe, tính ghe lựa ngày đẹp qua cho nó suôn sẻ. Thôi khỏi cần ngày đẹp. Trời đất ơi, trong hôm tôi nói thiệt chú không có chiếc ghe này chắc không còn cái gì chân chứ hột. Vậy là chiếc ghe này là cứu bà ơi. Ờ nó cứu trong hôm, cái ghe này cứu tôi nè. Khổ ha. Trời ơi, trong hôm khổ quá trời chú nè. Mới dọn lên tối luôn hả? Mà chưa có mua được khúc mũ, trước nữa kìa. Dạ. Chưa có lợp khúc trước nữa kìa. Mua rồi mà chưa lợp ha. Chưa lợp đó. Mới mua rồi kìa cô bác anh chị mà chưa lợp. Ủa rồi mũ giờ thất bại rồi chú ơi, nó nhỏ quá. Bà kể chuyện gì sao tối ghe chìm nói. Tôi nói chú ghe năm hôm nó cạn, không phải là nó lủng lỗ phải không? Nó cạn ngoài cái cầu đó đó, mà tôi ra cái cây ra ngoài cây đó mà nó nghiêng vậy nè. Nó nghiêng cái rồi bắt đầu nó chịch lên xong đẩy ra nổi. Mà nó nghiêng cái rồi bắt đầu nước lớn nó bực lên không nổi rồi, cái đường hẻm nó vô đường hẻm. Rồi sao? Chìm luôn, vô đầy luôn. Vô đầy luôn rồi lúc đó sao vớt đồ lên? Hồi vừa ấy tôi đem qua rồi. Có nghĩa là đồ bà để đây nhưng mà ngủ bên kia ha. Ừ. Mà đồ bà để đây trước rồi. Ừ, qua đây trước rồi tôi mới ngủ bên kia. Thì sao không qua đây ngủ cho an toàn? Thì thấy kia đây đợi cho thằng kia ngủ đây, tôi ngủ bển vậy đó. Dạ. Nó này ngủ kia, trời ơi tôi đem hôm tôi rồi. Giờ là hồn vía tôi còn mệt á. Sao mệt? Quản hồn hả? Hôm giờ mệt luôn, đến giờ còn mệt á. Chú đâu ghé này. Dạ. Con quay đâu nữa không? Con ở đây à. Con đi Vĩnh Long về con ghé bà nè. Dạ. Mà nghe bà nói ghe chìm hết hồn mà. Đó, nó thấy đó. Cô bác mình chị thấy ngoài kia kìa. Đó, chiếc ghe xác của bà ba đó. Chiếc xác ghe của bà ba đó. Thôi đi vô trong cho con xem qua bà ba. Trời vô đi. Ôi. Trời ơi thôi, vậy tôi quải tôi cũng dọn dẹp nằm luôn, mà tải tôi mệt luôn rồi, tôi mới đi chích thuốc về nè. Dạ. Có mệt tôi đi chích thuốc mới về nè. Sao chích thuốc nữa? Nó mệt. Hôm giờ nó lo cái gì mà nó mệt. Thì sao dọn dẹp hết chưa bà ba? Chưa hả? Thì vậy đó, giờ còn lợp mũ nữa rồi xong á. Là mũ ai ngủ, đông ngủ trước hả? Ờ, đông ngủ trước tôi ngủ này. Ừ. Trời ơi, thôi. Mẹ đẻ về hôm mấy trận rồi, từ hồi đó giờ mấy trận rồi trời. Quay qua đây bà. Thấy đuối quá à? Đuối rồi, này đúng thiệt á. Hết hồn luôn hả? Trời, hết hồn, mệt, mới đi cái thuốc mới gì đó. Nó mệt luôn á. Không có chiếc ghe này dự phòng là thì tiêu đời. Không có ghe đêm hôm là không còn giống gì chứ, tiêu hết rồi. Mà nó ra, không có rồi đó, ghe là tiêu hết rồi. Lúc đó mấy giờ? Một giờ. Một giờ khuya? Một khuya, chú tính, không có ai đang.
có hai mẹ con, nó ngủ ở đây tôi ngủ bệnh vậy đó. Rồi sao? Rồi ấy quá tôi kêu nó chạy qua, thì tôi kêu nó, mẹ tôi kêu nó là mẹ ra con chìm ghe bên đây rồi, bà qua đây đi, thì phóng qua đây thì bắt nước tràn nước vô rồi. Vô đường hẻm nó nghiêng vậy, nó vô đường hẻm vậy nè. Thì sao hai mẹ con không qua bên đây ngủ ngủ? Lấy cái ghe bển này bỏ nhưng nằm ngủ bển, nó ngủ bên đây vậy nè. Hết hồn. Trời khổ quá chú Bùi, thiệt khổ, không có chiếc ghe thì chết thiệt chứ. Nhưng mà ai có chiếc ghe thì cứu thiệt đó. Không lẽ cái ghe nó thôi là không còn gì chứ. Phải không? Tiêu ra nè. Mất hết nó đồ đạc luôn. Không còn gì bọn lấy không chứ còn gì. Chiếc ghe này cứu lại Thì cái ghe này cứu lại tôi đó. Cứu lại bà ha. Nó tiêu rồi. Đâu phải đơn giản đâu bà. Nói vậy. Ôi tôi nói như giá nhà chìm ghe, giá nhà là không còn gì hết. Một là cháy nhà, hai là chìm ghe hả? Ừ. Hôm nay ăn cơm gì? Trời đất ơi, muốn ăn gì đâu, nhỏ ăn ra. Còn bà bảo cho miếng thịt kho còn bỏ, không ăn uống gì nói chứ. Không ăn gì nói chứ, chú biết là tôi ăn cái gì, sáng giờ ăn có miếng cơm, ăn có miếng cơm ăn nổi luôn. Rồi mệt đi dùng chất thuốc mới ra. Chất thuốc gì? Dít đó, nhức đầu rồi nó mệt. Bồi dưỡng hả? Nó mệt trong mình, nó khó chịu rồi, nó kỳ cục lắm. Rồi mới đi chất thuốc. Giờ nó đỡ, nằm nãy giờ nó đỡ nè. Đỡ hả? Như là con lại con quậy bà nữa rồi. Ờ thì quậy quậy đi, quậy cho hết. Trời ơi khổ quá chú Hầu ơi, thì khổ ơi. Trận này thì khổ thiệt. Nhưng mà hết khổ chưa? Có ghe thì đỡ rồi đó. Nhưng mà ngủ quen không bà? Ba? Cũng kệ ngủ đại với ha vậy. Ôi xuống nãy giờ chóng mặt cũng. Chóng mặt chưa? Đó. Bà nó cho miếng thịt sáng nó đem xuống nó cho đó. Ờ thịt ra mặn ngon nè. À, thì bà bảy rồi, bảy gạo á. Bà thấy vậy bà đem cho miếng này miếng thịt tôi kho đó. Này là cơm. Cơm đó, nhiêu đó nó rồi đó. Ừ. Bà ở đây điện xài sao? Không có điện. Tao lắm cho có điện đó. Không cho có điện hả? Không. Quên nữa hỏi vấn đề điện nước điện sao ta? Điện không cho câu điện. Rồi tắm ở đâu bà? Đây nè, xong mình tắm rồi lên đây thay đồ. Nữa cái chú Kevin Trần có gửi về cho con mấy cái đèn năng lượng mặt trời á. À. Hẹn nữa con đưa cho bà. Cũng nhờ, nói chung là cũng nhờ tất cả mạnh thường quân giúp thì mình đó. Nhờ mà mạnh thường quân giúp cho tôi hổm gài cái ghe hơi chết rồi này. Rồi hồi hổm gài bà giờ đồ qua hết luôn hả? Ờ vậy trơn đó. Thôi thôi thôi. Mấy bác Hương sao? Giờ nó cứ ngắt làm sao gỡ ra được. Bây giờ đóng lại cái nó đem tôi còn để chưa, còn chưa để lên nữa. Rồi mấy bác Hương để đâu? Chưa tính lại mà muốn người ta vô làm đóng một trước hai kệ hai bên á. Chứ sao vậy? Đâu lấy con coi coi. Gì coi? Đâu có mấy bác Hương là cái việc mà cái này nè. Ổng nè. Dì ảnh, này dì ảnh của ổng nè. Dạ. Nè. Ừ. Thấy không? Cái này bà giờ qua trước rồi hả? Ừ. Ờ tượng Phật bên kia và hình Phật bên kia ha. Rồi đây mà mẹ Quan Âm. Nè. Dạ. Ờ rồi mấy bác Hương chìm luôn hả? Chìm luôn hết trơn, không còn gì chứ. Cái này còn để bển thờ á. Rồi tôi cũng ở bển ấy, bị diện kính có gì. Rồi hồi tối lúc mà bà đi bà đem theo gì? Đem theo gì, có đem theo gì đâu. Đem theo mình không á hả? Ừ. Lúc đó bà còn mà chìm còn mất cái gì dưới đó không? Cũng còn mớ đồ quần áo gì đó. Cũng còn là ít. Vậy là đồ của bà không ra để bển? Ừ, để mớ bển á, đâu có đem hết qua đâu. Rồi chìm hết luôn. Tiêu ra ướt nhẹp hết rồi, tiêu hết rồi. Rồi hai bát Hương chìm luôn. Cái này là đem lên là còn hai ly Hương là ấy không luôn rồi. Hai lương Hương là chìm luôn. Chìm luôn hết trơn. Cô bác của anh chị chia sẻ với cô bác của anh chị cái khó khăn của bà. Là bà hiện nay ở với một người con trai. Nhưng mà người con trai lao động cũng nuôi bà. Đó, hình dị ảnh mà cô bác của anh chị thấy á là của người con gái với lại người chồng mà bà. Hả? Dì ảnh là đó là nhỏ con gái nè, chết không 5 tuổi nè, con gái. Chết không 5 tuổi nè, 39 tuổi rồi đó. Ừ, với lại người chồng của mình đó. Chồng nó thôi, bỏ luôn. Chồng của bà kìa. Chồng con chết đó. Ờ, lúc đó mà ông chết bà kể là lúc mà ông mất là sao? Chìm ghe luôn, chưa chôn mà ông chìm ghe luôn. Chưa theo nó chở đi hả? Ừ. Bà chìm luôn. Bình châu ra thiêu rồi mới về mới vớt lên. Thấy khổ chứ, thấy tôi khổ không? Thấy tôi khổ. Bà ba ngồi sức bà hôi trên kìa. Không được chứ, không mà hôi được chứ. Đây không có quạt nha. Kéo không. Cái cửa đó ra cho mát bà ba.
chỉ có hai cái đèn cầu đằng kia kìa cô bác của anh chị, thấy không? Đó. Giờ lỡ mua cái mũ này đó nó nhỏ. Ngày xưa giờ bà ba ở hiền mà sao bị tội bị gặp gì đó không à? Ở hiền mà gặp gì đó không à? Kiếp trước bà có gây ác gì không? Không ác ai chứ, gọi đại hỏi mấy bà biết. nó chơi bà, tại vì sao con thấy bà ở hiền bà làm chịu khó làm ăn mà sao mà làm phước dữ lắm mà sao không có cái phước gì dân không ai phước hiện cái phước dữ lắm đó, phước ghe xuồng gửi tôi lẫm hết trơn rồi coi chừng xuồng ta nữa đó, mấy cái gắt kéo mà tôi lẫm hết trơn là sao mình làm phước á, mình như mình làm phước xuồng bọng người ta đi ta gửi mình không tiền bạc dân á. Chú lên đây có ông quý hay không? Không, con đi ngang con ghé bà thăm bà luôn, coi bà ở như thế nào nè. Đây, đó. Mai nghe gặp cái chiếc ghe bà chùa chìm kế bên rồi trời ơi trời con hết hồn luôn. Cái ghe bên nằm đó. Không có đèn. Không có gì vậy? Không có quạt, không có điện. Không, có đèn hai đèn trong vậy đó. Có hai đèn dầu rồi cô bác quý anh chị nè. Đó, thấy không? Có ghe này được mừng không? Không ghe còn tiền không? Hết đồng còn, mua này kia, mua mũ, mua đồ đó, cũng mấy trăm, 500-400. Rồi ăn thuốc men này không gài, cháy dài, nhín chứ không dám xài chú ơi. Khổ quá. Tới già, hả? Biết chuyện nào hết khổ không? Tới già mà vẫn còn chạy ghe hả? Lo chỗ ăn, chỗ... Chưa yên thân nữa. Chưa yên thân. Biết nói là sao giờ. Tối nó qua đây cũng yên thân, bữa hổm con ghé ngang bà một lần. À, ghé là cũng yên thân rồi. Ghé cũng còn. Vừa rồi con ghé ngang con hỏi sao bà chưa qua ở để cho dầu chai nó bị gì? Dầu chai nó mới ấy đó nó chét cái lớp giò dưới rồi mới hôi đó. Dạ. Rồi mới ngâm đó rồi mới cho nó hết mình qua tính vậy đi. Thì đem đồ qua trước. Thôi thì ở luôn đi. Thôi giờ dắt ở luôn rồi còn đâu rồi qua trước qua sau vậy. Không con ghé bạn lần á. Rồi không ra bữa dắt chiều đó tối á. Bà nghe nói không? Nghe. Tính mùng 9 này tôi dọn qua lần qua ở luôn nè. Rồi hết. Thôi khỏi lựa ngày đẹp. Giờ hết ngày rồi. Bây giờ qua hết ngày rồi nữa chứ nè. Ủa cái miếng cách nhiệt này ai lót rồi ha? Mấy ông lót luôn đó. À. Mấy ông lót nè. Cái anh ông gì ông? Mình thầy xuồng đến á. À. Cũng được. Nó có khoảng lót khúc ha. Còn khúc đó sao khúc cũ á ha, cái nhà mua cũ á. Ừ. Bà ba triệu mà. Ở đây không có cửa sổ gì đâu ta. Làm con cái đó mình đó đó. Đó. Có con cái cửa sổ vậy. Ờ con cái thôi gạn cái được thì mưa gió lạc. Bên này dán mới. Nhưng mà đằng sau dán cũ nè. Hôm đó nó lọt nó mới sạp với con chút xíu nữa thấy không? Ừ. Rồi nói lên rồi mới làm được mấy trăm này đó. Bởi vì mới nói ở mình tôi biết mình cao lên mà anh em xài vậy đó. Đáng lý ra là bằng với cái miếng ở trên luôn. Muốn bằng em 8-10 đi. 10 với 8 đi ha, cũng khí chết đi ha. Mai hả để em kẹt vậy đó. Thì thôi lỡ. Thôi lỡ vậy nói gì vậy. Hôm nay lại ghé gặp cái thông tin là bà mới bị chìm ghe cũ. Con nói bà ba sao bà ba không chịu trộn qua ghe mới. Khổ quá trời vui, nó già chưa được khổ yên lên chỗ. Biết nào hết khổ. Hết khổ, chết hết khổ. Chết hết khổ. Chết hết khổ. Ráng tụng kinh niệm Phật rồi đi. Trời ơi, niệm Phật đi chùa. Cái chùa qua kiếp này mà phước mà rốt cuộc có phước ở đâu đâu. Đi chùa gì? Thì bây giờ bà ở nhà bà niệm Phật được thì rồi. Đó, nó niệm Phật rồi làm phước người ta này nọ. Mà rốt cuộc có gì đâu. Có. Mà không ai, không chỉ lộn với ai hết. Có năm 10 tháng không chỉ lộn với ai hết. Không chỉ lộn ai hết hả? Không, mày vậy đó. Ai cũng ai cô bác có thấy thì cũng thương. Còn tại cái số. Tại số thôi. Có những người sao họ ngộ hơn, có những người sinh ra đã giàu sẵn, còn có những người sinh ra là làm hoài không có giàu nổi. Người ta gọi cái đó là gì biết không bà? Gì? Đó là nhân quả nhiều đời nhiều kiếp gì đó bà. Mình thì không hiểu luôn ha. Ừ. Mà kiếp trước mình đâu biết mình sao hả? Bởi vậy kiếp trước mình biết sao đâu. Thôi kệ, cố gắng mình sống hết kiếp này. Kiếp này cái sao đây? Mình đừng làm ác nữa được, đừng gây thù chú quán ai được rồi. Không, quán ai hết.
thôi bây giờ con đến đây con tính ở chơi bà lâu, nhưng mà bây giờ xuống đây một là ngồi chứ hỏi trong bà chơi xây sống thôi, thứ hai là bà nghỉ ngơi, mới chích thuốc về cũng mệt sức mồ hôi trên kề, thấy con thương con ngồi đó vậy chứ cũng mệt à. Thôi con chào bà ba. Rồi cảm ơn nhiều, nghe nhờ chú được cái ghe, không có chú con chú với ghe này chắc tôi chết luôn quá, tiêu quá trơn quá. Phải không? Không có chú là chắc tiêu hết trơn à. Dạ. Giờ ai cũng nói có cái phước có được cái ghe. Vậy là còn là cái phước. Thì bởi đây mà cái phước là cái ghe, không có ghe là chết luôn à. Cũng còn là cái phước là mai ha. Tôi nghiệp ghé thăm hoài ha. À, hai lần. Cơ cứu một bằng thua trông thấy. Thôi thưa bà ba con về. Rồi rồi cảm ơn. Dạ cả không mừng cái mít ha. Quay qua cho cô bác của anh chị thấy chiếc ghe của ba chị em mới thấy cái. Khổ thấy khổ rồi quay cho nó thấy. Mà khổ. Mà khổ thiệt mà. Trời. Chứ ai nó khổ giỡn đâu. Thì cái bọn cứ thấy ai quay cứ quay với ghe đó chứ. Ai. Thì cô bác của anh chị. Đây là ghe mới nè. Ghe cũ chìm ở đằng kia đó. Dạ chị em bỏ luôn hay lấy gì nữa không bà ba? Nó lấy nước cạn lấy dán qua ha. Thôi thưa bà ba về nha.